mừng mọi người, chào mừng người đã đến với kênh của Su. Hôm nay mình sẽ đi lên thăm ba mẹ của mình ở trên Bình Dương. Và mình có bạn đồng hành chung, đó chính là Ốc Tiêu, em trai của mình. Quá đã luôn. Lần nào tôi lên ba mẹ chơi cũng ngày mùa mưa hết trơn. Cái khung cảnh này làm tôi nhớ tới video 2 năm trước ghê. Lúc đầu là mình đi xe ôm để ra tới bến xe, xong rồi mới lên xe lớn đó mọi người. Lúc mà mình mới bắt đầu đi là mưa rất là lớn, và bây giờ thì nó bớt bớt rồi đó. Nên là lúc mà mình lên xe là người của mình nó ẩm ẩm ướt rồi mọi người. Lên xe thêm cái máy lạnh nữa, trời ta nói nó lạnh kinh khủng. Tôi bị say xe mọi người. Và đây là thời khắc mà tôi hoàn toàn sụp đổ nè. Chị hai quên thuốc chống ói rồi. Trời ơi, ta nói nguyên một chặng đường đi mà tôi muốn chết đi sống lại luôn á. Thật ra là mình đã chuẩn bị thuốc trước một ngày rồi đó mọi người. Tại vì mình rất là sợ quên, mình rất là hay quên luôn á. Nhưng mà bữa nay quên thiệt. Nguyên một chặng đường đi say xe mà ngủ không được luôn á. Rất là khó chịu luôn. Như lời đã nói á, thì khi mà mình thi tốt nghiệp và hoàn thành cấp 3 xong á, thì mình sẽ hoạt động lại kênh YouTube với lại mấy cái mạng xã hội khác như là TikTok với Instagram đồ đó. Sẵn trả lời mấy bạn thắc mắc luôn là khi mà mình thi tốt nghiệp và hoàn thành cấp 3 xong á, là mình sẽ không có học tiếp nha mọi người. Có nghĩa là mình sẽ không có học đại học là cao đẳng gì nữa. Nên là bây giờ mình sẽ tập trung vào công việc hiện tại, phát triển kênh và hình ảnh của mình hơn á. Mình sẽ cố gắng đầu tư nhiều hơn để video đăng lên được chất lượng hơn cho mọi người xem nha. Như mọi người thấy ở đầu video thì mình có đầu tư cái mic thu âm đó. Để khi nào có thời gian thì Su sẽ review cái mic mà Su đang dùng cho mấy bạn nào mà kiểu có ý định làm vlog hay là review gì trên TikTok hay là YouTube gì đó. Tại giờ Su thấy là mấy bạn trẻ bây giờ kiếm tiền tại nhà bằng cái việc mà kiểu edit video, xây dựng kênh các thứ rất là nhiều. Bây giờ thì Su sẽ để chiếc mic của Su đang dùng ở dưới phần mô tả nha. Cái giọng thu âm này cũng là thu bằng cái mic đó luôn á. Khi nào mà có thời gian thì Su sẽ review và nói kỹ hơn về cái mic này nha. Rồi còn bây giờ thì mình tâm sự xíu ha. Thì một năm qua mình đã tạm ngưng hoạt động kênh YouTube với lại các mạng xã hội khác để tập trung cho năm cuối cấp á. Nên là bây giờ hoạt động lại á thì mình biết là sẽ không có được ủng hộ như trước, kiểu như là mọi người quên mình á. Nhưng mà mình sẽ cố gắng cày lại và phát triển hơn nữa. Cái thời gian mà mình ngưng hoạt động á là mình không có kiếm thêm thu nhập gì cho bản thân mình hết. Nên là hiện tại là kinh tế của mình chưa có đủ để mình sống riêng với mọi người, lên Sài Gòn sống một mình đó. Và thế là Su sẽ lên Bình Dương để ở ké ba mẹ thời gian đầu. Ở trên đó thì sẽ dễ phát triển hình ảnh hơn. Và dự tính là khi nào mà Su đủ kinh tế rồi á thì Su sẽ vào Sài Gòn sống và tự lập một mình. Hiện tại thì mình có dẫn thêm Ốc Tiêu theo, là tại vì Ốc Tiêu đang được nghỉ hè nên là dẫn lên chơi với ba mẹ một thời gian, xong rồi sau đó mình sẽ đưa Ốc Tiêu về để cho Ốc Tiêu đi học, rồi mình sẽ trở lên lại và ở trên này luôn. Mấy bạn đang xem video này cảm ơn nhiều nghe. Tại vì mấy bạn đang xem tới video này thì chắc mấy bạn cũng đợi tôi ra video dữ lắm đúng không? Đợi tới cái thời điểm này luôn. Hiện tại thời gian đầu thì Su chưa có ổn định mọi thứ được, nên là Su sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và ra video đều đặn cho người xem. Sẵn tiện thì mấy bạn nhớ ủng hộ những cái trang mạng xã hội khác của mình nha, giống như là TikTok nè. Trời ơi, TikTok dạo gần đây tôi cày nhiều lắm luôn á, với lại Instagram nữa. Và khi nào mà có trục trặc gì hay là kiểu như là giờ ngày up video YouTube lại á thì mình sẽ thông báo trên Instagram nha. Thế thôi, cảm ơn mọi người nhiều. Hello mọi người, thì mình đã tới chợ của mẹ mình đâu tầm 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng vậy. Giờ mình sẽ đi đi mua đồ ăn sáng. Ông Tiêu ăn chưa? Ở đây dạo này mưa lắm mọi người, nên là hơi sợ, hình như là không đi chơi được quá. À đúng rồi, hôm nay là chủ nhật, ba mình thì đi làm tới 2-3 giờ thì mới về. Mẹ thì được nghỉ, không biết là có đi chơi không nữa. Tại vì mưa quá trời, mong là có đi chơi, tại vì mình rất là muốn đi chơi trên này luôn mọi người. Music licensing reimagined. Thôi thì bây giờ mình ăn tạm nem nướng đi, tại vì một lát là ăn cơm rồi mọi người. Ăn lát không ăn cơm được là mẹ buồn luôn. Rồi bây giờ hai chị em sẽ ngồi ăn nem nướng và coi rap Việt nha. Mm-hmm.
Cái này là buổi chiều gia đình của mình định đi chơi thì nó mưa vậy nè mọi người. Thật ra là định đi sớm hơn để đi ăn với lại đi dạo chợ các thứ mọi người kiếm cái gì mua á. Mà đến tận tối nó mới hết mưa. Tầm 7 giờ thì gia đình của mình đã có mặt tại siêu thị Aeon. Mục tiêu thì lần đầu tiên được đi siêu thị Aeon luôn mọi người, nên là đi rất là háo hức luôn. Còn mình thì mình cũng chỉ đi mới có lần thứ hai thôi, mình cũng quê mùa không kém. Lúc này á, là Dưỡng Út bị bắt bánh xe nên là đi giá rồi, nên là gia đình của mình đang ngồi ở ngoài Aeon đi đợi nè. Xui ha, đã bị bắt mưa rồi còn bị bắt bánh xe nữa. Đây là Dưỡng Út của mình nè, anh chàng bị bể bánh xe. Còn đây là mommy của mình, trời này mặc áo xinh nha. Mẹ mình bị ngại cam mọi người nên là quay ít xịt. Còn Dưỡng Út của mình thì ngược lại rất là thích camera luôn á. Đi ngang thì thấy cái vụ gì mà bu đông dữ rồi nè, thì ra là thi đấu ăn mì cay, trời ơi nước mắt nước mũi chảy vòng vòng. Cái lúc nào mà tôi quay tôi nhiều mà tôi làm kiểu các thứ là lúc đó tôi thấy tôi xinh đó mấy bà. Nhưng mà hầu như video là tôi cũng dĩ hết trơn á. Tại tôi thích vậy đó, chịu không chịu thôi à. Chắc tôi là cameraman của nhà tôi luôn rồi đó. Ảnh gì tôi cũng chụp hết trơn. Ai biểu chụp hình đẹp quá anh chi phải không? Rồi này làm kiểu nữa nè. Trời ơi làm gì mà yêu bản thân với trời. Đây trụ cột gia đình đây, nói trụ cột cho ngầu vậy thôi chứ mẹ tôi là nóc nhà nha. Chào mừng các bạn đã đến với Eo Bình Dương. Khi các bạn đã đến Eo Bình Dương, các bạn sẽ có một cái sự trải nghiệm một cực kỳ thú vị. Ảnh đây con quay. Ông Tiêu nó sợ thang máy, cho nên là em bé mới dẫn theo. Được chưa? Ảm thôi, nói cho dữ vô người gốc cuộc là ba tôi ẩm. Chào mừng các bạn đã đến Eo Bình Dương. Khi các bạn đã đến Eo Bình Dương, các bạn có một sự trải nghiệm cực kỳ thú vị và đáng để nhớ trong 2023. Nè, cái đầu tiên tốt của mình đây nè. Thấy ghê chưa? Thấy sợ chưa? Nè, em bé sợ cầu thang nè, thang máy nè, nó thấy ghê chưa? Rồi tới cái nóc nhà bên này cầm máy nè mọi người. Bây giờ phụ nữ là nóc nhà thôi đó. Rồi đây là cặp vợ chồng trẻ đi mua gấu bông nha. Nghĩ gì vậy sao? Lần nào mà có Dưỡng Út đi chung á là vui lắm luôn á, năng lượng cực kỳ. Ơi coi cái video này không biết có bà nào nhớ tới cái video 2 năm trước không ha. Tôi cũng vô Aeon rồi lựa đồ thử đồ ẹo qua ẹo lại gì nè. Mà mấy video của 2 năm trước á, tôi nói chuyện hoạt bát vui vẻ lắm mọi người. Nói chuyện kiểu nhây nhây á. Rồi giờ cũng không biết sao mà thay đổi vậy luôn. Kiểu nói chuyện chậm chậm mà không biết nói gì luôn á. Có nhiều đoạn mà tôi không biết nói gì á. Rồi cái tôi để nhạc, tôi chèn nhạc vô là xong rồi đó. Chắc mấy bà càng ngày càng chán tôi vậy phải không? Ba là Weibo hả? Weibo nè, Weibo. Con này con gì? Wow. Có người ba là Weibo mọi người. Ngày nào cũng coi phim là anh mẹ chưa? Y gan video 2 năm trước luôn á. Tôi cũng đứng ở đây check in rồi chụp hình các thứ nè, để cho người ta biết là mình đi siêu thị Aeon rồi đang ở Bình Dương rồi đó. Quay mùa thấy sợ luôn ha. Người ta đi Aeon như ăn cơm bữa mà tôi đi 2 năm một lần. Tại vì dưới quê tôi đâu có mấy siêu thị nào mà lớn tới vậy đâu. Mà chừng nữa tôi lên đây sống á, chắc tôi cũng không có vô đây nhiều đâu. Tại tôi cũng không thích siêu thị lắm, mà cũng không phải là không thích nữa, mà kiểu thấy bình thường, không có gì vui á, không có gì đặc biệt á. Khi các bạn đã đến Aeon Bình Dương thì có rất nhiều món ngon và đồ nước uống nha. Ví dụ như nước trà chanh đây, nó rất là ngon. Trà chanh rất là ngon. Cảm giác rất là tuyệt. Và được thưởng thức một cái đùi gà nè, to chà bá lửa luôn. Thì các bạn đến thì các bạn sẽ biết một cái đùi gà rất là ngon. Và uống một ly trà chanh thì thôi rồi, hết sảy rồi, không thể nào chạy nổi được. Eo Bình Dương giờ bạn sẽ được có đến mì hoặc là dài.
một cái bánh mì này các bạn ăn 3 ngày chưa hết. Cho con miếng coi nó có vị gì không, có vị gì khác không? Giờ cháu tôi thử nè, thấy không? Con cảm nhận thế nào? Thật nhất. Như tôi chưa từng nói gì đi. Ốc tiêu thì siêu thích ăn đùi gà luôn, siêu thích ăn thịt gà luôn mọi người. Đi đâu cũng phải có thịt gà, đùi gà hết. Nhưng mà nhìn ẻm ăn ngon lắm nha, ăn nhìn thấy thương á. Rồi vô đây cho ốc tiêu chơi trò chơi nha. Ốc tiêu chưa được chơi bao giờ hết trơn á. Nó chứ tôi cũng chưa được chơi đó mọi người. Vô thử coi nó làm sao thôi. Mà thiệt là vô đây tốn tiền thiệt luôn á. Nhưng mà thôi ẻm vui là được rồi. Trời, nó chơi một cái trò chơi này thôi mà về nhà nó kể rồi nó kiểu nó vui mọi người, nó nhớ là nó vui á. Cũng hay tội nghiệp tại vì nhỏ ở quê không à, nhỏ đâu được chơi mấy trò chơi này đâu. Rồi lên đây chơi vài bữa là đi về rồi. Lần này đi mà không cho nhỏ chơi thoải mái là tội nghiệp đó lắm mọi người. Kiểu thấy thương, thấy tiếc á. Nhưng mà những cái dịp nghỉ hè sắp tới á thì chị Hai sẽ dẫn ốc tiêu lên đây chơi nhiều nhiều nha. Đúng là niềm vui của mấy đứa trẻ con đơn giản thiệt mọi người. Chỉ cần cho nó chơi như thế này thôi nè mà kiểu thấy nó vui á, mà kiểu tích cực luôn mọi người, tích cực theo luôn á. Đúng là trẻ con là chỗ chữa lành nhanh nhất mà đúng không? Những lúc mà mình buồn, mình tiêu cực ở phòng, mình sẽ gác một bên rồi xong rồi cái mình giỡn và mình trò chuyện với ốc tiêu chút á là mình thấy kiểu đỡ hơn nhiều lắm á, tích cực hơn nhiều lắm luôn á. Rồi vậy là xong rồi đó, hết một ngày rồi đó. Vậy thôi nha, rồi kết thúc video rồi đó. Video tiếp theo thì sẽ là những cái buổi sinh hoạt của mình ở trên đây, mọi người cùng đón xem nha. Mọi người đừng quên để lại cho Xuân một like và đăng ký để ủng hộ Xuân nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những video sau.